Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nông thôn mới của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, bằng nhiệt huyết, trách nhiệm và các giải pháp tích cực, hiệu quả, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn xã ra sức thi đua, chung tay thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó góp phần đưa xã Đồng Khê cán đích nông thôn mới vào năm 2020 theo đúng lộ trình đề ra. Xác định phát triển kinh tế giảm nghèo, tăng thu nhập cho hội viên là một trong những mục tiêu quan trọng góp phần cùng với địa phương hoàn thiện tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Thực hiện các phong trào thi đua của hội như phụ nữ làm kinh tế giỏi, phong trào phụ nữ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn đã ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Chấn quản lý 5 tổ tiết kiệm và vay vốn với số dư nợ trên 3 tỷ đồng, hỗ trợ cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Phối hợp mở 8 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho hội viên phụ nữ, tạo kỹ năng cơ bản cho chị em tự tin hơn khi có ngành nghề phụ trong lúc nông nhàn, đồng thời vận động chị em áp dụng các mô hình cây con giống mới có năng suất giá trị kinh tế cao vào sản xuất nhằm tăng thêm nguồn thu nhập. Tham gia sinh hoạt trong hội phụ nữ, mình được các chị tuyên truyền nhiều thứ lắm, biết về pháp luật, về cách chăn nuôi trồng trọt mới, còn được vay vốn để phát triển kinh tế nữa. Kinh tế gia đình phát triển, hiểu biết nâng lên nên cuộc sống cũng hạnh phúc hơn nhiều. Gia đình chị Sa Thị Sương, thôn Nà Trạm là một trong những hội viên thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay thông qua tổ chức hội phụ nữ xã Đồng Khê. Từ một con bò được hỗ trợ ban đầu, đến nay mô hình chăn nuôi của gia đình chị đã phát triển lên 4 con bò, 1 con trâu. Bên cạnh đó, nhờ được tham gia các lớp tập huấn, gia đình chị Sương đã cải tạo 1.000 m2 ao để thả các loại cá thương phẩm, tích cực đưa các giống cây chất lượng cao vào trồng trên đồng ruộng và đồi rừng, góp phần nâng cao thu nhập của gia đình. Gia đình tôi thì trước kia cũng khó khăn nhiều cái, nhưng mà được chi hội là cho giúp đỡ, cho vay một ít vốn, về cộng với vốn của gia đình nữa thì tôi cũng mua được một con bò mẹ, xong về gia đình thì cũng chăm nuôi cho nó phát triển, nó sinh sản ra được một vài con thêm nữa, thì 2-3 năm thì tôi cũng 2-3 năm trở về đây thì tôi cũng bán được mỗi năm một con, được 3 con rồi thì mỗi con cũng được 13-14 triệu. Thì từ đấy giờ thì tôi cũng phát triển, gọi là cải thiện trang trải cuộc sống trong gia đình. Bên cạnh đẩy mạnh các phong trào phát triển kinh tế, hội viên phụ nữ xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn còn là hạt nhân tích cực trong thực hiện các tiêu chí động trong xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu như tiêu chí môi trường. Để cùng với nhân dân trong xã duy trì tiêu chí này, hội phụ nữ xã đã lồng ghép với các phong trào của hội và chủ động đăng ký quản lý các tuyến đường tự quản, thu gom rác thải, tổ chức các buổi lao động tập trung. Đặc biệt, việc thực hiện tốt phong trào 503 sạch đã nâng cao suy nghĩ của người dân, từ đó thay đổi cảnh quan, tạo môi trường nông thôn trong sạch. Về cái 503 sạch thì thứ nhất là 50 thì bên các chị là phải hoạt động để thực hiện là 50 là không được đói nghèo, không có bạo lực gia đình và không có trẻ em bỏ học. Ba sạch thì là chúng tôi tuyên truyền cho bà con, cho chị em là sạch nhà, sạch ngõ và sạch bếp. Thì nói chung thì tất cả các chị em cũng đã thực hiện được rất tốt về cái vấn đề 503 sạch này. Chưa vào hoạt động thì là những gia đình là chưa có lề lếp quy củ thì rác này rồi là những cái gì vẫn vất của bừa bãi. Thế nhưng mà từ ngày tuyên truyền để thực hiện cái 503 sạch thì chị em rất là có ý thức. Đấy, là rất là gọn gàng. Từ những hoạt động thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Khê đã góp phần thay đổi nhận thức của đại bộ phận người dân. Không chỉ tích cực tham gia các phong trào hoạt động của hội, phụ nữ xã Đồng Khê còn đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới của địa phương bằng nhiều hình thức như ngày công lao động, tiền của, hiến đất làm đường, xây dựng các thiết chế văn hóa. Trước khi hiến đất để làm cái con đường này thì đi lại nó rất là khó khăn. Và sau khi hiến đất để làm cái con đường này thì nó rất là thuận tiện cho việc đi lại của người dân cũng như là con cái đi học, và cũng thuận tiện cho việc buôn bán. Chúng tôi cũng phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể khác là có nhiều cái hoạt động phong trào là thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đối với Đồng Khê thì năm nay là được về đích nông thôn mới, thì trong đó thì có một phần đóng góp tích cực của hội viên phụ nữ. Thể là hội phụ nữ đã đăng ký các công trình phần việc
với đảng ủy và hội cấp trên về đường cao, đường hoa và đoạn đường phụ nữ tự quản, thì các chi hội cũng đăng ký với hội phụ nữ xã và chúng tôi có cuối năm 6 tháng và chúng tôi có sơ kết tổng kết và đánh giá từng cái hoạt động của từng chi hội. Là xã được chọn cán đích nông thôn mới của huyện Văn Chấn trong năm 2020, cùng với cấp ủy chính quyền, trên 1.300 hội viên thuộc 12 chi bộ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Khê đã thể hiện được vai trò của mình ở hầu hết các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Hội trực tiếp phụ trách tuyên truyền, vận động hội viên, người dân thực hiện. Các hủ tục lạc hậu của người đồng bào dân tộc thiểu số dần được thay đổi. Đến nay, toàn xã có 10 trên 10 thôn được công nhận và giữ vững chuẩn làng văn hóa. Đối với lại xây dựng nông thôn mới thì ngoài cái sự lãnh chỉ đạo ra thì có một cái phần đáng kể là của các cái tổ chức đoàn thể hội, trong đó thì có cái hội phụ nữ cũng đóng góp tương đối là nhiều, phải nói là mọi mặt trong cái sự phát triển của nông thôn mới, đặc biệt là cái các cái tiêu chí về môi trường xây dựng cảnh quan thì phụ nữ luôn luôn là những người đi đầu trong cái việc là xây dựng các cái mô hình nhà sạch này, mô hình 503 sạch này để bảo đảm cho cái bộ mặt nông thôn nó thay đổi, và đặc biệt là đời sống của bà con nhân dân thì ngày một phát triển hơn. Đối với hội phụ nữ thì cũng thực hiện rất là nhiều các cái phần việc, vừa các cái phần việc về xây dựng mô hình, vừa xây dựng các cái tuyến đường hoa cây cảnh, cái tuyến đường tự quản của phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ góp phần quan trọng trong cái việc là xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng gia đình 503 sạch, xây dựng gia đình không có bạo lực gia đình phụ nữ và trẻ em, thì cũng góp phần rất lớn trong cái việc là thay đổi cái vật chất cũng như tinh thần của bà con nhân dân trong cái tiến trình xây dựng nông thôn mới. Có thể khẳng định phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới đang từng bước lan tỏa trong các cấp hội phụ nữ xã Đồng Khê nói riêng và huyện Văn Chấn nói chung. Với những hoạt động thiết thực hiệu quả, tổ chức hội sẽ còn là lực lượng chính, cùng với địa phương tiếp tục thực hiện lộ trình nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị và các bạn, Hồ Thác Bà được ví như vịnh Hạ Long trên núi, với diện tích mặt nước lên tới trên 19.000 hectare. Thời gian qua tận dụng lợi thế này, nghề nuôi cá lồng trên hồ đã được các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhiều hộ dân ở các xã ven hồ của huyện Bình lựa chọn và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, để sản phẩm cá Hồ Thác Bà vươn ra các thị trường lớn, việc xây dựng thương hiệu gắn với thực hiện các mô hình liên kết chuỗi đã và đang là hướng đi đúng đắn, ghi nhận sau của phóng viên chuyên mục. Tháng 7 năm 2019, Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng Dịch vụ Khoa học Công nghệ TNT, thị trấn Thác Bà được huyện Yên Bình lựa chọn là đơn vị tham gia chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá Hồ Thác Bà, đồng thời phối hợp với các hộ dân ở xã Hán Đà để nuôi các loại cá rô phi đơn tính, riêu hồng, chấm đen, chép và cá ngạnh. Thực hiện dự án này, công ty đã tập trung nghiên cứu tìm hiểu và thực hiện quy trình nuôi cá theo tiêu chuẩn Việt Gáp, vừa đảm bảo năng suất, chất lượng cũng như xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cá Hồ Thác Bà. Ở đây thì hiện tại là đang nuôi theo tiêu chuẩn của Việt Gáp, chủ yếu là về môi trường thôi. Cái đấy là quan trọng nhất. Còn về thức ăn thì nó cũng có tiêu chuẩn của thức ăn rồi, là cá mới nó đạt tiêu chuẩn rồi. Một năm ít nhất cũng phải xét nghiệm về cái nguồn nước là khoảng 2-3 lần. Riêng về nuôi cá ở Hồ Thác Bà này thì cái nguồn nước nó rất là trong và sạch. Thì con cá ở Hồ Thác Bà nó khác ở cái chỗ là cái màu sắc của Hồ Thác Bà này thì màu nó rất là đen, kể cả con cá lăng hay là con cá chấm đen hoặc là cá rô thì màu rất là đẹp, mà đen đẹp. Thì còn các cái ao nuôi thì nó có màu khác, màu trắng, màu nhạt hơn. Thực hiện nuôi theo đúng quy trình Việt Gáp, Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng Dịch vụ Khoa học Công nghệ TNT đã chủ động tìm hiểu kiến thức phòng trị bệnh cho cá, kỹ thuật nâng cao hiệu suất nuôi cá lồng, tìm hiểu đặc tính sinh học của từng loại cá để có những giải pháp phù hợp giúp tăng năng suất, nâng cao chất lượng cũng như rút ngắn thời gian nuôi và giảm giá thành cho sản phẩm. Cùng với đó, công ty còn thường xuyên cử các thành viên tham gia các lớp tập huấn về cách thức nuôi, chăm sóc cá lồng do các đơn vị tổ chức. Nhờ áp dụng quy trình nuôi cá sạch, quá trình sinh trưởng của cá được đảm bảo, ít xảy ra dịch bệnh, chất lượng sản phẩm tăng, từ đó tạo được niềm tin cho khách hàng. Được gặp những người nuôi cá trên này và cũng được lên tham quan
và nhìn thấy cái lồng cá nuôi rất là chuyên nghiệp vào một cái vùng hồ của Thác Bà này rất là sạch, và cái quy trình nuôi cá của công ty trên này nuôi rất là chuẩn mực theo đúng Việt Gáp. Đối với cá trên này chủ yếu nuôi 4 loại cá: cá rô phi, cá diêu hồng, cá lăng và cá chấm đen. Thì đặc biệt trên này nuôi cá rô phi là chủ yếu. Rô phi thì rất là ngon vì là nó được nuôi trong một cái vùng nước rất là sạch. Hiện nay với trên 110 lồng cá được thiết kế phù hợp hiện đại với thể tích khoảng 700 mét khối một lồng. Công ty nuôi các loại cá chủ yếu như cá rô phi đơn tính, cá lăng, cá diêu hồng, cá chấm đen đang được thị trường ưa chuộng. Không chỉ tiêu thụ trong tỉnh, các sản phẩm cá hồ Thác Bà do Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng Dịch vụ Khoa học Công nghệ TNT nuôi đã bước đầu tiến vào các cửa hàng, trung tâm thương mại lớn trong nước. Buổi giới thiệu sản phẩm cá hồ Thác Bà được tổ chức tại hệ thống siêu thị Vinmark ở thành phố Hà Nội vừa qua cho thấy những tín hiệu đáng mừng trên con đường khẳng định thương hiệu cá hồ Thác Bà. Tại đây, khách hàng được lắng nghe những chia sẻ về quy trình nuôi cá an toàn, đảm bảo chất lượng, đồng thời được trực tiếp thưởng thức những món ăn ngon chế biến từ cá hồ Thác Bà. Từ đó có cái nhìn khách quan và có sự lựa chọn đúng đắn, đảm bảo an toàn cho bữa ăn của mỗi gia đình. Về chất lượng sản phẩm thì phải nói là thứ nhất là cá ngon và đảm bảo chất lượng, bởi vì tôi đã được xem những cái hóa đơn các bạn cho xem là đã được chứng nhận là chất lượng sản phẩm. Cũng mong rằng là siêu thị luôn luôn được nhận những cái mẻ cá và những cái lô cá như thế này của trên Thác Bà các bạn. Cá sạch hồ Thác Bà do công ty TNT cung cấp được đưa vào Vin theo quy trình công nghệ nuôi rất là tốt, đảm bảo quy trình vệ sinh, nuôi theo công nghệ Việt Gáp, HACCP và Vin rất hài lòng về sản phẩm của cá sạch hồ Thác Bà. Người tiêu dùng cũng biết đến cá sạch hồ Thác Bà rất nhiều. Và qua chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mong muốn là với những quy trình sản xuất rất tốt của công ty TNT nuôi tại Hồ Thác Bà thì cá Hồ Thác Bà sẽ nhanh chóng được người tiêu dùng biết đến về độ an toàn, sạch và đầy đủ giấy chứng nhận. Thành công của mô hình nuôi cá lồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp của Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ứng dụng Dịch vụ Khoa học Công nghệ TNT đã và đang mở ra nhiều triển vọng phát triển mới cho việc nuôi thủy sản trong tỉnh khi nhu cầu về thực phẩm sạch, thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ của xã hội ngày càng tăng. Hiện nay, sản phẩm cá hồ Thác Bà đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp nhãn hiệu tập thể cá hồ Thác Bà. Tỉnh Yên Bái và huyện Yên Bình cũng đang tích cực kêu gọi các công ty, doanh nghiệp, hộ nông dân đầu tư và nuôi, chế biến cá hồ Thác Bà để nâng cao hơn nữa giá trị sản phẩm. Phấn đấu đến năm 2025, Hồ Thác Bà có trên 3.000 lồng cá, sản lượng đạt khoảng 20.000 tấn. Điều này đã thể hiện rõ những định hướng cùng sự chỉ đạo đúng đắn trong việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Sản lượng cá Hồ Thác Bà huyện Yên Bình năm 2020, sản lượng 7.000 tấn, trong đó khai thác tự nhiên là 900 tấn, nuôi lồng bè là 6.100 tấn. Thị trường tiêu thụ trong tỉnh Yên Bái, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên và một số tỉnh lân cận.